Một quả dứa, ba cách ăn đầu tuần 50 kg, cuối tuần 45 kg, giảm hẳn 5 cm vòng eo chị em nào cũng mê. Dứa đang vào mùa nên rất ngon và ngọt. Hãy tranh thủ thưởng thức những món ăn siêu ngon từ dứa sau đây để tốt cho cơ thể lại giảm cân vô cùng an toàn nhé. Dứa là một loại quả nhiệt đới, nổi tiếng với hương vị đặc biệt được hàng tỷ người yêu thích qua hàng trăm thế kỷ nay. Sở dĩ dứa rất được ưa chuộng là do ăn dứa mang lại những lợi ích sức khỏe vô cùng tuyệt vời. Dứa có tác dụng giảm cân, điều trị cảm cúm, tăng cường sức khỏe, ngừa ung thư, giảm sưng viêm, nhiễm trùng. Một quả dứa, ba cách ăn đầu tuần 50 kg, cuối tuần 45 kg, giảm hẳn 5 cm vòng eo chị em nào cũng mê ảnh. Một, ăn dứa giúp giảm cân. Dứa chứa hàm lượng chất xơ bão hòa và không bão hòa dồi dào. Ăn dứa giúp hạn chế nguy cơ mắc táo bón, tiêu chảy và duy trì hoạt động ổn định của hệ tiêu hóa. Trung bình một quả dứa chỉ chứa 40 calo, còn lại là nước và chất xơ, nhờ đó giúp hỗ trợ cơ thể giảm cân hiệu quả mà vẫn cung cấp đủ năng lượng. Đặc biệt, trong dứa có chứa một loại enzyme giúp giải phân protein thành các axit amin, giúp giải phóng mỡ thừa trong cơ thể. Nhờ đó, ăn dứa nhiều có tác dụng giảm cân khá tốt. Ba cách ăn dứa giúp giảm cân. Ăn trực tiếp, rất đơn giản, mỗi bữa bạn ăn khoảng 1-2 miếng dứa nhỏ, nhớ bỏ phần lõi dứa bên trong cùng đi nhé. Giữa các bữa phụ, bạn cũng có thể dùng dứa tươi hoặc dầm với muối ớt để ăn thay món ăn vặt hàng ngày, vừa giúp hỗ trợ giảm cân mà lại rất có lợi cho việc bồi bổ sức khỏe nữa. Một quả dứa, ba cách ăn đầu tuần 50 kg, cuối tuần 45 kg, giảm hẳn 5 cm vòng eo chị em nào cũng mê ảnh. Hai, sinh tố dứa, vải. Chuẩn bị 100g dứa, 4 quả vải, 100g sữa đặc, 1 thìa mật ong, 2 viên đá lạnh. Một quả dứa, ba cách ăn đầu tuần 50 kg, cuối tuần 45 kg, giảm hẳn 5 cm vòng eo chị em nào cũng mê ảnh. 3. Cách làm. Vải bóc vỏ, bỏ hạt đi rồi cho vào máy xay sinh tố. Dứa cắt thành miếng nhỏ, cho vào máy xay cùng vải và sữa đặc rồi bật máy khoảng 30 giây. Đổ hỗn hợp ra bát, dùng dây lọc để lọc lấy phần nước. Sau đó, cho thêm đá lạnh vào để thưởng thức. Để tăng hương vị, bạn có thể thêm một thìa vani và cùi vải lên trên cùng. Salad dứa. Chuẩn bị 1 miếng dứa, 2 lát dưa chuột, 2 quả cà chua thái miếng, 1 thìa nước cốt chanh, 1 vài lá ngò dí, 1 thìa hạt tiêu, 3 thìa mật ong, 1 thìa muối. Một quả dứa, ba cách ăn đầu tuần 50 kg, cuối tuần 45 kg, giảm hẳn 5 cm vòng eo chị em nào cũng mê ảnh. 4. Cách làm. Cho nước cốt chanh, muối, hạt tiêu, mật ong vào một cái bát và trộn đều. Lấy một cái bát khác, trộn dưa chuột, dứa, cà chua và ngò dí lại với nhau. Đổ hai bát này lại với nhau thành một bát rồi trộn đều. Cho hỗn hợp vào tủ lạnh chừng 10 phút là có thể lấy ra thưởng thức được. Nếu có nước thì có thể đổ nước đi và ăn như bình thường nhé. Một quả dứa, ba cách ăn đầu tuần 50 kg, cuối tuần 45 kg, giảm hẳn 5 cm vòng eo chị em nào cũng mê ảnh. 5. Ba món ăn giảm cân từ dứa ở trên rất thơm ngon, bổ dưỡng và dễ ăn. Cách làm cũng không cầu kỳ và tốn nhiều thời gian. Chăm chỉ ăn đều đặn trong vòng 1-2 tuần, bạn sẽ phải bất ngờ vì sự thay đổi cân nặng của mình đấy. Chúc các bạn luôn xinh đẹp. Nếu muốn giảm cân nhanh an toàn hiệu quả cao hãy gọi số điện thoại 01636 687 961 để được tư vấn miễn phí.